Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ quay lại với một chiếc đồng hồ khá là khủng với cái đường kính là 44mm. Và chiếc đồng hồ này thì thường xuyên xuất hiện trên những phim hành động Hollywood. Và đó chính là chiếc đồng hồ Panerai Luminor 1950 với thời lượng có 8 ngày cùng với chức năng GMT. Khi nhắc tới thương hiệu Panerai này thì chúng ta sẽ nghĩ đến ngay những chiếc đồng hồ với thiết kế rất là to này, mạnh mẽ và nổi bật với dáng cái chảo mà mọi người hay gọi tắt là Pan. Pan thì có lẽ là vừa viết tắt của Panerai cũng vừa có nghĩa là cái chảo. Thì là nói về cái hình dáng lúc ban đầu mà đập vào mắt chúng ta ngay khi chúng ta nhìn thấy những chiếc Panerai này. Tuy nhiên đấy là một cái câu chuyện hài hước về cái tên của thương hiệu. Nhưng thực tế thì Panerai có một lượng fan rất là đáng kể. Ví dụ như chúng ta có một lượng fan trên thế giới chơi Rolex này, Rolex Sport này, Tudor này, thì Panerai cũng có một lượng fan rất là khổng lồ đấy các bạn ạ. Đặc biệt là khi Gia Bảo Luxury tham dự Bezel World tại Thụy Sĩ và chúng tôi có cái chuyến đi châu Âu thì chúng tôi thấy là người châu Âu rất thích đeo Panerai. Một phần cũng là do cổ tay của họ rất là lớn và đeo Panerai có lẽ là nó khá là năng động và cái lớp vỏ không giống với những cái thương hiệu khác, có một cái DNA rất là đặc trưng. Thì những chiếc Luminor 1980 này thì được sản xuất với giới hạn là 500 chiếc với cái tính năng hiển thị múi giờ thứ hai và một cái kim xăng theo chiều ngang. Đầu tiên là chúng ta đi từ phần vỏ bên ngoài của chiếc đồng hồ này thì bộ vỏ được làm từ vàng hồng nguyên khối với đường kính lên tới 44mm. Vậy nên là những người có cổ tay nhỏ, theo tôi là cổ tay nhỏ hơn 16 sẽ gặp rất là nhiều khó khăn nếu muốn sử dụng chiếc đồng hồ này một cách rất là đẹp và vừa vặn. Bên cạnh đó thì chất liệu vàng hồng nguyên khối còn làm cho chiếc đồng hồ này nặng hơn rất là nhiều so với những chiếc đồng hồ thể thao cùng kích thước. Nếu như các bạn nhìn sang phía bên tay phải của chiếc đồng hồ này, đó là một cái núm. Thì ở đây có một phần lẫy gạt giúp cố định núm chỉnh giờ. Đây là một cái thiết kế là được coi là độc quyền của Panerai. Với cái phần bảo vệ bên ngoài này thì người dùng sẽ luôn cảm thấy chắc chắn và an tâm. Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ không còn lo cái việc rút quá mạnh tay khiến bay ngay cái núm. Một tai nạn tôi thấy là khá là nhiều người mắc phải khi sử dụng đồng hồ. Thì mặt kính sapphire lồi này cũng là một chi tiết rất là đáng chú ý, giúp làm tăng thêm cái kích thước và vẻ hợp mố của cho chiếc Panerai Luminor 1950 này. Chỉ riêng cái mặt kính này đã dày 2mm, đóng góp vào 17mm độ dày của chiếc đồng hồ. Với kích thước và độ dày như vậy, việc kết hợp đồng hồ với vest và sơ mi là điều gần như bất khả thi. Tuy nhiên là chúng ta thích thì chúng ta đeo thôi. Tiếp đến là chúng ta sẽ nói về mặt số, bộ mặt của chiếc đồng hồ này. Vẫn là cái thiết kế sandwich quen thuộc của Panerai, nhưng với nhiều chi tiết và chỉ báo hơn một chút. Không còn đầy đủ các mốc 3, 6, 9, 12 quen thuộc nữa, mà số 3 đã bị thay thế bởi chỉ báo lịch ngày. Ở góc 6 giờ, chúng ta có chỉ báo thời lượng dạng cót, dạng thanh trượt đặc biệt. Rất là hiếm, tức là chúng ta sẽ thấy hiếm khi xuất hiện trên mặt số đồng hồ. Thông thường, chỉ báo thời lượng cót hay còn gọi là kim xăng sẽ được hiển thị theo hình cánh cung hay là một hình vòng tròn. Đó, cái cách hiển thị này nó khá là hay và mới lạ mà tôi chỉ thấy thường thấy trên Panerai. Góc 9 giờ chúng ta sẽ có một kim dây nhỏ giúp người dùng biết được rằng chiếc đồng hồ vẫn đang hoạt động bình thường. Ô nhỏ ở dưới kim dây chính là chỉ báo ngày đêm, nhưng không phải dành cho kim giờ bình thường mà là kim giờ GMT. Nếu như Rolex sử dụng kim GMT kết hợp với vành Bezel 24 giờ thì Panerai lại dùng cây kim GMT kết hợp với 12 mốc giờ bình thường. Điều này sẽ dẫn đến một vấn đề là người dùng không biết được bây giờ đang là 5 giờ sáng hay là 5 giờ tối của múi giờ thứ hai. Cái chấm này sẽ giúp chúng ta phân biệt được cái múi giờ đó. Với thiết kế sandwich vốn từ lâu đã là đặc trưng của dòng Luminor thì giúp mặt số có khả năng hiển thị cực kỳ rõ ràng trong bóng tối. Lớp mặt số bên dưới được phủ đầy chất phát quang, trong khi đó thì mặt số bên trên được cắt những phần cần thiết này, giúp chất phát quang ở bên dưới vẫn có thể nhận đủ ánh sáng mặt trời. Nói đơn giản thì thiết kế này sẽ giúp cho chất phát quang được sử dụng lâu hơn, giữ ánh sáng tốt hơn. Thì như các bạn đang thấy mặt đáy của chiếc đồng hồ với một lớp kính sapphire thì chúng ta có thể nhìn thấy toàn bộ cỗ máy bên trong. Thì cái tên bộ máy này đó là P2002. Thì P2002 được cải tiến từ cái cỗ máy P2000, dòng máy in-house đầu tiên của Panerai. Năm 2000 là một năm rất là quan trọng, đánh dấu thời điểm Panerai quyết định sản xuất bộ máy in-house hoàn toàn bởi thương hiệu. Và năm này cũng là năm được đặt tên cho bộ máy in-house đầu tiên của hãng. Máy 2002 là phiên bản cải tiến với nhiều tính năng hơn, đặc biệt là thời lượng cót lên đến 8 ngày. 8 ngày các bạn ạ. Hơn một tuần. Caliber P2002 thì có một đường kính lên tới 37,8mm.
lớn hơn một chiếc Rolex Datejust size 36, tính cả phần vỏ, và dày tới 6mm. Điều này cũng giải thích tại sao kích thước vỏ của chiếc đồng hồ lớn đến như vậy. Với 21 chân kính này, bộ máy hoạt động ổn định ở tần số 28.800 nhịp trên 1 giờ. Đó, để đạt được thời lượng cót 8 ngày như đã nói ở trên thì bộ máy P2002 không chỉ dùng 1 hay 2 hộp cót mà liên kết 3 hộp cót với nhau. Chiếc đồng hồ này được sản xuất với một mức giá không hề rẻ. Nếu mà tính tiền Việt Nam ra chúng ta khoảng tầm hơn 600 triệu. Mức giá hãng niêm yết là 27.200 USD. Và chiếc đồng hồ này với tình trạng là đã qua sử dụng, độ mới rất cao, dây da nguyên bản thì Gia Bảo niêm yết giá khoảng tầm 1/2 giá hãng. Nếu như các bạn có nhu cầu lên tay chiếc đồng hồ này, đừng ngại ngần, hãy liên hệ với Gia Bảo Luxury để qua có thể là chiêm ngưỡng, lên tay và cùng đánh giá một chiếc đồng hồ với Gia Bảo Luxury các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.